tiểu sử Mạc Văn Khoa, từ chàng trai nhà quê tới diễn viên hài thu nhập tiền tỷ. Mạc Văn Khoa sinh năm 1992, quê Hải Dương, là một diễn viên hài. Mạc Văn Khoa sở hữu ngoại hình gầy gò, đen nhẻm nhưng mang cái duyên ngầm, mộc mạc, bình dị rất riêng lên sân khấu. Á quân Cười Xuyên Việt 2015 liên tục chiếm lĩnh trái tim khán giả trong Thách Thức Danh Hài, Sau Nhập Ngũ, các video hài, sitcom Xóm Trọ Vui Nhộn và đặc biệt là hai bộ phim Việt Đình Đám Cua Lại Vợ Bầu và Lật Mặt 4. Sở hữu ngoại hình không đẹp, với gương mặt có chút khắc khổ, nước da đen nhẻm, giọng ngọng chính là những điểm yếu khiến Mạc Văn Khoa rớt trường sân khấu Hà Nội, gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu bước vào nghiệp diễn xuất, biến nhược điểm thành vũ khí lợi hại nhất của mình. Mạc Văn Khoa đã được khán giả đón nhận và ngày càng yêu quý. Tận dụng được chất riêng của mình, anh mang con người chân thật và hơi điên của mình lên sân khấu, mang tiếng cười đến cho khán giả. Nhưng không chỉ thế, anh luôn là người làm việc chăm chỉ, nghiêm túc. Dù được nhận vai phụ, nhưng anh vẫn nghiên cứu rất kỹ và tạo được nét riêng trong từng vai diễn. Chính những điều này giúp anh lớn dần và thành công trong từng video, từng vai diễn. Xuất thân từ con nhà nông, yêu và phát hiện đam mê diễn xuất từ năm lớp 8, Mạc Văn Khoa theo học khóa đạo diễn ở Nha Trang. Sau khi tốt, anh vào Sài Gòn để lập nghiệp, tuy nhiên cơ hội đã không mỉm cười với anh. Trong suốt nửa năm học kịch tại sân khấu của nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, khó khăn đến mức anh không thể kiếm được một vai diễn quần chúng, vẫn phải nhờ sự trợ cấp của bố mẹ và có lúc phải đi chở gạch. Cơ duyên chạm đến vào phút chót định khăn gói về quê để đi xuất khẩu lao động, hái trẻ ở Đài Loan thì anh vô tình đăng ký Cười Xuyên Việt cho vui. Nhờ vào gương mặt nhìn thôi đã mắc cười, tốc độ phát thanh nhanh như gió anh đã khuấy động sân khấu trong từng vòng thi và xuất sắc trở thành Á quân Cười Xuyên Việt 2015. Nghệ sĩ Trường Giang nhận xét nam diễn viên, gương mặt Mạc Văn Khoa nhìn là mắc cười, không cần làm gì hết, chỉ cần bước ra sân khấu nhìn là mắc cười. Mạc Văn Khoa quá dễ thương, diễn hài đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng tinh tế. Danh hài Hoài Linh thì bày tỏ rất thích cách diễn của Mạc Văn Khoa. Tôi ấn tượng với Mạc Văn Khoa vì lối diễn hài tự nhiên, mộc mạc, có cái duyên lạ lùng, lạ, ngộ và dễ thương lắm. Khi xem bạn ấy diễn, tôi thật sự rất thích chương trình Cười Xuyên Việt đã giúp Mạc Văn Khoa tỏa sáng trên sân khấu, khẳng định tài năng của mình trước công chúng và là điểm khởi đầu cho sự nghiệp của mình. Sau chương trình anh được mời biểu diễn ở nhiều phòng trà, show diễn tỉnh. Sự nghiệp ngày càng phát triển, anh ngày càng tỏa sáng và được nhiều người biết đến với nhiều tiểu phẩm hài Gia Đình Dị, Bộ Tộc Ướt Át, Bột Giặt Thánh Chôn, thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube, xuất hiện trên nhiều game show đình đám như Thách Thức Danh Hài, Sạo Nhập Ngũ, Nhanh Như Chớp. Mỗi chương trình anh tham gia đều mang đến tiếng cười nhẹ nhàng, sảng khoái cho khán giả. Năm 2019 đến 2020, Mạc Văn Khoa hai lần trở thành trưởng phòng trong chương trình Ơn Giời, Cậu Đây Rồi. Bên cạnh nhiều cái tên lớn như nghệ sĩ Tự Long, Trường Giang, Trấn Thành, Lâm Vĩ Dạ, điều này chứng minh độ nổi tiếng ngày càng tăng của nam diễn viên sau 7 năm hoạt động nghệ thuật. Nhờ vào khả năng hài duyên dáng, lối diễn xuất tự nhiên nhẹ nhàng nên Mạc Văn Khoa được mời đóng nhiều phim như sitcom Xóm Trọ Vui Nhộn, Cua Lại Vợ Bầu. Tuy với vai trò diễn viên phụ nhưng anh luôn tạo được điểm nhấn cho nhân vật của mình. Nói đến sự nghiệp diễn xuất của chàng diễn viên Hải Dương mà không nhắc đến phim Lật Mặt 4, Nhà Có Khách Làm Mưa Làm Gió trên khắp các rạp thì quả là thiếu sót. Chỉ sau 4 ngày công chiếu, phim đã thu về lợi nhuận 43 tỷ và trở thành top 3 phim có doanh thu mở màn cao nhất. Trước khi công chiếu, Lý Hải đã từng khẳng định Mạc Văn Khoa là quân ác chủ bài và sau phim anh sẽ trở thành ngôi sao. Sự thật chính là như thế và phản ứng của khán giả đã minh chứng cho điều này. Tuyến vai phụ đã chiếm được tình cảm của khán giả, đặc biệt là Mạc Văn Khoa. Mạc Văn Khoa cho hay, so với thời chưa đi diễn, thu nhập anh tăng hơn hàng trăm lần, có tháng đạt mức vài trăm triệu đồng nếu nhiều show quảng cáo, đóng phim. Dù vậy, anh không tự mãn và tiêu xài hoang phí vì hiểu rằng nghề diễn có thu nhập không ổn định. Để có kinh tế vững chắc, Mạc Văn Khoa luôn chạy show bất kể cuối tuần, ngày lễ và kinh doanh quán bún đậu. Mạc Văn Khoa hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Thảo Vi. Cả hai đã gắn bó với nhau từ ngày Mạc Văn Khoa bắt đầu đi diễn. Cuộc sống còn nhiều khó khăn. Nam diễn viên kể, khi anh thi game show hài Cười Xuyên Việt vào năm 2015, nhiều khán giả đã cổ vũ tiết mục biểu diễn của anh, nhưng chỉ có Thảo Vi nán lại đến cuối buổi để chụp hình cùng. Xúc động trước tình cảm của cô, anh chủ động gửi lời mời kết bạn qua Facebook và thường xuyên nhắn tin hỏi han nhau. Sau vài lần gặp gỡ, họ bắt đầu hẹn hò. Trong thời gian yêu nhau, Thảo Vi luôn đồng cam cộng khổ và động viên Mạc Văn Khoa kiên trì với nghề diễn. Nam danh hài bày tỏ sự may mắn vì được nửa kia chăm sóc từ những điều nhỏ nhất. Cô nấu ăn cho anh khi Mạc Văn Khoa lười ăn uống, chỉ nặng 58kg. Chia sẻ về Thảo Vi, Mạc Văn Khoa cho hay, anh yêu cô bởi tính chân phương, không đòi hỏi bạn trai chuyện vật chất. Còn cô yêu Mạc Văn Khoa vì sự giản dị và ý chí phấn đấu trong cuộc sống. Thời gian hẹn hò, họ từng bị mẹ Mạc Văn Khoa phản đối do Thảo Vi hơn nam diễn viên 3 tuổi. Tuy nhiên, họ vẫn kiên trì và gắn bó, chứng minh tình yêu thực sự. Chiều ngày 3 tháng 12 năm 2020, Mạc Văn Khoa hạnh phúc khoe hình ảnh cùng bạn gái tươi cười cầm giấy chứng nhận kết hôn.
Mạc Văn Khoa và Vi Pung Pe đã yêu nhau 5 năm trước khi đăng ký kết hôn. Trước đó hồi tháng 10 nam diễn viên cũng tiết lộ chuyện bạn gái mang thai. Trong suốt thời gian vợ mang thai, Mạc Văn Khoa luôn dành thời gian để chăm sóc bà xã chu đáo. Từ những việc như giặt quần áo, lau nhà, cọ nhà vệ sinh, nấu cơm, pha sữa cho vợ anh đều làm hết để bà xã có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ 2 ngày sau khi khoe giấy chứng nhận kết hôn với Mạc Văn Khoa, Thảo Vi đã hạ sinh con gái đầu lòng của hai vợ chồng. Đồng nghiệp và bạn bè đồng loạt gửi lời chúc mừng nam diễn viên hài và con gái của Mạc Văn Khoa và Vi Pung Pe chào đời nặng 1,9kg và được bố mẹ đặt tên là Mạc Linh Đan. Sau khi có con, Mạc Văn Khoa thừa nhận bản thân đã thay đổi rất nhiều. Anh trở thành ông bố bỉm sữa chính hiệu, biết cách lo cho con từ miếng ăn, giấc ngủ. Bà xã nam diễn viên cũng dành lời khen cho chồng là người hiền lành, thật thà và luôn chiều theo ý vợ. Nam diễn viên cũng đồng ý với nhận xét này và cho hay, nói chung tôi không có tiếng nói lắm, bình thường tôi lên TV thì nói nhiều, chứ ở nhà tôi nói ít lắm. Mình nói những lúc mình cần lên tiếng thôi. Vợ tôi muốn ăn gì tôi sẽ cố gắng nấu cho ăn. Muốn đi đâu thì tôi sẽ sắp xếp cho đi. Muốn có con thì tôi cho có con. Gần đây, cặp đôi đã thực hiện ảnh cưới và cho biết sẽ tổ chức ở quê nhà Hải Dương giữa tháng 5 và thành phố Hồ Chí Minh đầu tháng 6. Nhiều người gửi lời chúc mừng đến cặp đôi vì tình cảm bền vững sau 7 năm gắn bó. Mạc Văn Khoa vừa chia sẻ video ghi lại cảnh cầu hôn xúc động của anh dành cho bà xã Vi Pung Pe, Thảo Vi. Trong không gian lãng mạn có hoa, có nến, Mạc Văn Khoa bối rối gửi đến vợ những lời ngọt ngào. 7 năm yêu nhau anh chưa làm điều gì bất ngờ cho em. Anh đã tìm hiểu nhiều chỗ, nhiều nơi nhưng quyết định cùng các em, các cháu tự làm để cho em một điều bất ngờ. Cảm ơn em đã tới với cuộc đời anh. Trải qua mọi điều buồn có, vui có nhưng cuối cùng chúng ta vẫn nắm tay nhau. Có thể đây là màn cầu hôn rất khác. Khi bây giờ mình có con rồi anh mới cầu hôn em được. Lời đồng ý ở đây không chỉ là kết hôn với anh mà cùng nắm tay nhau nuôi dạy con, cùng vượt qua tất cả mọi thứ sau này. Nếu có gì thì nhớ lại khoảnh khắc này rồi hai đứa lại nhìn nhau, nắm tay nhau em nhé. Anh nói thêm, bản thân là con trai duy nhất trong nhà nên bố mẹ cũng mong ngóng con làm lễ thành hôn, cho người thân và dân làng uống ly rượu mừng. Ngoài ra, mẹ vợ cũng hay tâm sự, mong được nhìn thấy con gái đầu lòng của bà mặc váy cưới. Diễn viên hài thổ lộ, khi đăng ký kết hôn, anh đã thấy hồi hộp, lúc có con hồi hộp hơn. Giờ làm đám cưới, bản thân càng căng thẳng, rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi tổ chức ở hai nơi nên phải chuẩn bị kỹ càng mọi thứ sao cho trọn vẹn, Mạc Văn Khoa nói. Với ngày trọng đại của mình, nam diễn viên mong muốn sẽ tổ chức đầm ấm, dân dã như một bữa cơm gia đình chung vui với người thân, bạn bè chứ không quá hoành tráng, lãng mạn. Khâu ý tưởng cho ngày vui sẽ do anh đảm nhiệm, nhưng trên tinh thần tôn trọng và chiều theo ý vợ. Hiện tại, cặp đôi đã cùng nhau đi chụp ảnh cưới. Mạc Văn Khoa tiết lộ ngày thử đồ cưới. Bé Minnie, con gái của cả hai thấy mẹ mặc váy đã lao tới, sung sướng vuốt ve. Chúng tôi muốn sau này con sẽ không phải hỏi câu sau đám cưới ba mẹ lại không có con. Nam diễn viên cười khi chia sẻ về lần đầu gặp gỡ. Thảo Vi thừa nhận ấn tượng vì ông xã rất xấu. Nữ khách mời kể lại, lúc anh ấy thi chương trình, tôi đi xem thấy anh ấy giả gái mà xấu kinh khủng khiếp. Nhưng khi anh ấy nhìn xuống làm tôi nôn nao trong lòng. Về phía mình, Mạc Văn Khoa tâm sự bà xã là vị khán giả đầu tiên xin chụp hình cùng khiến anh vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc. Sau đó cơ duyên tiếp tục mang họ đến gần với nhau. Lúc đó tình yêu chúng tôi trong sáng lắm. Khi đi ăn bún bò, tôi đâu có tiền đâu, mà cô ấy dẫn theo quá trời bạn. Tôi phải mang máy tính ra tiệm cầm đồ để trả tiền ăn bún bò. Anh chia sẻ, Thảo Vi thừa nhận trong mắt cô, Mạc Văn Khoa không đẹp nhưng lạ. Cô hài hước chia sẻ, bây giờ tìm một người giống như anh ấy là không có luôn, chỉ có con tôi thôi. Tiếp lời, nam diễn viên cho biết vợ chồng anh đến với nhau không phải vì nhan sắc mà vì duyên số. Duyên số là viên gạch đầu tiên để đặt nền móng cho tình yêu chúng tôi. Lâu lâu chúng tôi vẫn động viên nhau, ví dụ như chuẩn bị hôn nhau. Tôi hay nhìn vợ và nói, em đẹp lắm. Rồi vợ tôi cũng khen, anh đẹp lắm. Chúng tôi hay động viên như vậy, Mạc Văn Khoa tiết lộ khiến mọi người được fan bật cười. Trong khi đó, diễn viên của lại vợ bầu tiết lộ bà xã là người bày tỏ tình cảm nhiều hơn. Anh tâm sự, nhiều khi tôi đi làm sáng đêm, ít thời gian để tập trung cái khác nên tôi chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi. Tôi ít bày tỏ nhưng không có nghĩa là tôi không có tình cảm bằng bà xã. Thảo Vi nói thêm là phụ nữ, ai cũng thích người yêu lãng mạn. Thời gian đầu, cô thấy tủi thân vì chồng ít bày tỏ tình cảm xong sau khi gắn bó. Cô nhận ra đây là tính cách của Mạc Văn Khoa nên bản thân cảm thấy quen với điều đó. Nhận xét về đối phương, Thảo Vi thấy ông xã là người hiền lành, thật thà và luôn chiều theo ý vợ. Nghe đến đây, Mạc Văn Khoa thừa nhận, nói chung tôi không có tiếng nói lắm, bình thường tôi lên TV thì nói nhiều, chứ ở nhà tôi nói ít lắm. Mình nói những lúc mình cần lên tiếng thôi. Vợ tôi muốn ăn gì tôi sẽ cố gắng nấu cho ăn, muốn đi đâu thì tôi sẽ sắp xếp cho đi, muốn có con thì tôi cho có con. Đồng thời, diễn viên 9X nói thêm bản thân đã thay đổi nhiều sau khi có con. Giờ đây anh trở thành một ông bố, biết cách lo cho con từ miếng ăn, giấc ngủ. Anh bộc bạch, chúng tôi cùng nhau san sẻ trong thời gian đặc biệt này. Có con giúp cuộc sống tôi thú vị hơn, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong khi đó,
Thảo Vi cũng thấy vui khi gia đình đón thêm thành viên mới vì tôi khao khát có con lắm nên cực đến mấy cũng không sao. Thậm chí, nữ khách mời thừa nhận nhiều lúc cô bỏ quên chồng vì bận rộn chăm lo cho em bé. Nhiều khi tôi cảm giác không có chồng ở kế bên, cô cho hay. Sự thành công của anh ngày hôm nay là nhờ một phần vào cái duyên trời cho sự nỗ lực và nghiêm túc trong nghề nghiệp của mình. Với những thành công hiện tại, sự nỗ lực và cố gắng của bản thân, Mạc Văn Khoa sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường diễn xuất của mình.